ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ tư ngày 9 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hy hữu phiên tòa có đến 816 bị hại phải dựng rạp cho người dân đỉnh dự. Điều tra vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Bình Phước tử vong bất thường trong phòng. Vây bắt hàng chục quái xế trên quốc lộ 1 qua Dĩ An, phát hiện 5 người là F0. Ký ốt cháy rụi nghi do bé trai đốt xe đồ chơi cũ để được cha tặng xe mới. Khởi tố cô ruột hành hạ cháu gái 14 tuổi ở Cà Mau. Mỹ chính thức cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 9 tháng 3. Dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, công ty Hoa Sen, dù chỉ mới được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp phép xây dựng một công trình với 6 hạng mục. Thực tế, Đại Tùng Lâm Hoa Sen đã xây dựng nhiều công trình với khoảng 30 hạng mục kiên cố, bao gồm đường xá, nhà ở và một số công trình khác. Đường vẫn tiếp tục được mở, đất đai vẫn tiếp tục bị san gạt, dù đây đều là những công trình nằm ngoài giấy phép do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp, cũng như quy hoạch không gian kiến trúc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Đáng nói, một số công trình xâm phạm vào hành lang suối, lấn hẳn sang lòng suối. Được biết, dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen, tên trong giấy chứng nhận đầu tư là dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái Binom Lumu, có tổng vốn đầu tư gần 590 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích mặt đất, mặt nước hơn 567 hectare, trong đó diện tích khu vực 1 gần 428 hectare, gồm đất có rừng hơn 361 hectare và đất nông nghiệp hơn 66 hectare. Ngày 9 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số bị hại lớn nhất từ trước tới nay, 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố thông qua nhiều hình thức huy động vốn. Do có quá đông người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên tòa xét xử vụ án tại sân Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Theo cáo trạng, trong năm 2015 và 2016, Võ Thanh Long ngụ tại thành phố Cần Thơ cùng với thuộc cấp là Trần Vạn Lợi, Lữ Nhật Trường góp vốn thành lập công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo trì thiết bị gia dụng, điện lạnh và công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng có cùng địa chỉ tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Kinh doanh được một thời gian, công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt bị thua lỗ, phải ngừng hoạt động. Long bị các đối tác mua phiếu bảo trì điện tử, điện gia dụng yêu cầu thanh toán tiền đã đầu tư theo hợp đồng ký kết. Lúc này, dù biết dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, Hậu Giang chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép xây dựng, hoạt động, phần diện tích đất của dự án là thuộc quyền sở hữu của cá nhân Long, nhưng bị can vẫn bàn bạc, câu kết với cấp dưới cùng dự án này để kêu gọi hợp tác đầu tư. Nhiều người tin tưởng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng. Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019, Long và 9 bị cáo khác đã lừa đảo chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng của 816 người ở 39 tỉnh thành bằng các hình thức hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư, bán cổ phần, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 tuần. Rạng sáng ngày 9 tháng 3, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp vây bắt nhóm quái xế chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đèn pô in ỏi trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai các thanh thiếu niên, củng cố hồ sơ để xử lý. Theo khai nhận ban đầu, nhóm quái xế hẹn nhau trên mạng xã hội rồi từ nhiều nơi đổ về khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai để tụ tập, rồi tiếp tục chạy theo quốc lộ 1 hướng về cầu Đồng Nai để qua địa bàn Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc cùng tổ chống đua xe của phòng PC08 mật phục vây bắt 28 thanh thiếu niên cùng 18 xe máy tang vật. Trong đó có nhiều xe được độ chế, thay đổi kết cấu. Khi biết có lực lượng chức năng vây ráp, có một quái xế đã tăng ga bỏ chạy và tông trúng một xe container trên đường. Dù bị thương nhưng vẫn vứt lại xe cọp bỏ trốn. Tại đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, các chiến sĩ cảnh sát giao thông phối hợp cùng nhân viên y tế tiến hành test ma túy COVID-19 đối với 28 thanh thiếu niên thì phát hiện 5 trường hợp dương tính COVID-19. Sáng ngày 9 tháng 3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Dĩ An 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, làm cụ bà khoảng 70 tuổi phải nhập viện do bị ngạt khói, một ký ốt cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3,
một bé trai khoảng 5 tuổi là con của chủ kiosk bán đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học thuộc chợ Dĩ An 1, tỉnh Bình Dương đã nghịch lửa. Khi lửa cháy thì em này hoảng hốt vứt que lửa vào đống đồ chơi, khiến lửa bùng lên rồi bốc cháy ngùn ngụt. Do kiosk chứa nhựa và các vật dụng dễ cháy nên chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm cả kiosk và cháy lan qua kiosk bán nệm ở bên cạnh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Dĩ An điều xe nước và các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa. Một cụ bà khoảng 70 tuổi mắc kẹt bên trong được lực lượng chỉ huy quân sự thành phố Dĩ An đập tường từ phía sau giải cứu ra ngoài, nhưng do ngạt khói nên phải chuyển đi cấp cứu. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, toàn bộ kiosk bán đồ chơi cháy rụi. Bé trai cho biết do chiếc xe đồ chơi đã cũ nên cháu châm lửa đốt để được cha mua tặng chiếc xe mới. Tối ngày 8 tháng 3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của ông H, 35 tuổi, giám đốc trung tâm Anh ngữ Hoàng Mỹ. Nạn nhân được phát hiện tử vong bất thường tại trung tâm. Trước đó khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, nhân viên trung tâm Anh ngữ Hoàng Mỹ ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài đến mở cửa trung tâm để làm việc thì phát hiện xe máy của ông H đang dựng phía trong, ngay phòng lễ tân. Kiểm tra phía trong, nhân viên trung tâm phát hiện ông H tử vong trong phòng thứ 3. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra. Tại hiện trường, ông H được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa. Trong phòng rất nhiều than tổ ong được đốt rải rác. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự. Ngày 9 tháng 3, Công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ xác minh vụ một nhóm thanh niên cầm hung khí đập nát kính xe tải khiến cho nhiều người khiếp sợ. Theo xác minh ban đầu, chiều ngày 8 tháng 3, nam tài xế tên T lái xe tải chạy trên đường Thủ Khoa Huân và bóp còi để tránh va chạm với một nam thanh niên chạy hướng ngược lại. Tài xế có đưa đầu ra khỏi cửa, hỏi chạy gì kỳ vậy? Bất ngờ thanh niên kia đuổi theo cùng với đám bạn, tay cầm hung khí yêu cầu tài xế xuống nói chuyện. Khi tài xế không xuống thì nhóm này dùng hung khí đập nát kính chắn gió hai bên cửa xe của chiếc xe tải. Sau khi đập phá xe, nhóm thanh niên bỏ đi, còn nam tài xế đánh xe về bãi. Cũng tại Bình Dương, ngày 9 tháng 3, Công an phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy xét người đàn ông đi xe đạp tới một cửa hàng rồi trộm xe ô tô. Theo đó, khoảng 6 giờ 20 phút sáng cùng ngày, thấy một chiếc ô tô 5 chỗ không khóa cửa, còn cắm chìa khóa đang đậu trên lề đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình. Một người đàn ông đi xe đạp tới, rồi ngồi vào ô tô, nổ máy, lái xe bỏ đi. Một lúc sau, chủ xe mới phát hiện ra vụ việc nên trình báo công an. Theo chủ xe, chiếc ô tô này được anh mua lại và đang chờ bán ra. Tới trưa cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe đổ trên đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, thành phố Thuận An. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hồng Lan, ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời để điều tra hành vi về hành vi hành hạ người khác. Vì đang mang thai và có con dưới 36 tháng tuổi nên bị can Lan được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Người có liên quan trong vụ việc là cháu Nguyễn Kim Tê, 14 tuổi, bà Lan là cô ruột và đang nuôi cháu Tê. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải thông tin về một trường hợp nghi vấn bạo hành trẻ em tại khu nhà trọ thuộc địa bàn khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Lực lượng công an và cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tại cơ quan, bà Lan trình bày do thương xót hoàn cảnh của cháu Tê, cha chết mẹ bỏ đi khi cháu được vài tháng tuổi. Khoảng một năm nay, Lan đã mang cháu về sinh sống cùng gia đình. Bị can thừa nhận, vào tối có dùng thanh tre đánh vào người cháu Tê, cho cháu Tê nhiều lần nói dối về việc bán vé số không đúng số lượng thực tế, làm Lan phải bồi thường tiền cho đại lý vé số và thời gian gần đây, cháu Tê hay về nhà trễ nên Lan tức giận đánh cháu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng mang súng bật lửa, dao đến phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Tây Hồ Tây ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hai nghi phạm sau đó vờ làm khách đề nghị được rút tiền, rồi bất ngờ rút súng bật lửa uy hiếp nhân viên và cướp 500 triệu đồng. Tuy nhiên khi bỏ chạy được khoảng 20 mét, hai tên cướp va chạm giao thông nên đã làm rơi 300 triệu đồng và khẩu súng. Sau 16 giờ gây án, hai nghi phạm bị bắt. Cảnh sát đã thu thêm khoảng 200 triệu đồng và hai con dao. Chỉ
Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga, đánh dấu một bước đi mạnh mẽ mới của Mỹ trong bối cảnh các đồng minh châu Âu vẫn chần chừ vì sự phụ thuộc vào Nga. Trong bài phát biểu lúc 23 giờ 30 phút khuya ngày 8 tháng 3 giờ Việt Nam, Tổng thống Biden nhấn mạnh lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga không chỉ bao gồm dầu mỏ mà còn khí đốt. Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận động thái này sẽ ảnh hưởng đến người dân Mỹ, vốn đã thấy giá nhiên liệu tăng vọt và lạm phát đẩy giá nhiều mặt hàng khác lên cao. Lệnh cấm nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Mỹ cũng đã tham vấn với các đồng minh trước khi thông báo tiến hành. Trong thông điệp gửi đến người dân, ông Biden khẳng định chính cuộc chiến của Nga đã đẩy giá nhiên liệu lên cao, ám chỉ hành động bằng lệnh cấm chỉ là hệ quả từ tình hình chiến sự. Mắc COVID-19 nhẹ cũng có thể khiến cấu trúc của não thay đổi ở các khu vực liên quan đến khứu giác, trí nhớ, nhận thức và cảm xúc. Theo đó, những người mắc COVID-19 có thể mất 1,3-1,8% chất xám trong não. Con số này lớn hơn so với con số ước tính 0,2-0,3% khối lượng não mất đi mỗi năm ở những người trung niên bình thường. Kết luận trên được công bố trên chuyên san Nature vào ngày 8 tháng 3. Dự án nghiên cứu này của Đại học Oxford dựa trên các đánh giá về dữ liệu quét não từ Biobank của Vương quốc Anh. Đây là cơ sở dữ liệu lớn về thông tin sức khỏe chuyên sâu từ hơn nửa triệu người trưởng thành ở Anh. Đây được coi là một trong những nghiên cứu quan trọng nhất về đại dịch. Nhưng các kết quả cũng dẫn tới nhiều câu hỏi mới. Liệu não bộ có thay đổi vĩnh viễn, có dẫn tới những thay đổi lâu dài về nhận thức hoặc hành vi con người, cũng như điều gì dẫn tới những thay đổi này? Một chiếc xe tải chở thư báo dịch vụ bưu chính Mỹ ở Boston, bang Massachusetts, bất ngờ đâm vào rào chắn rồi lao thẳng xuống dòng sông. Tài xế may mắn thoát nạn, nhưng vì không biết bơi nên ngồi chờ trên nóc cabin. Đội cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường và sau khoảng 4 phút đưa được tài xế lên bờ. Chương trình là thông tin cảnh báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tới, các thành phố trong cả nước phổ biến đều có chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại cao và rất cao, ngoại trừ Hà Nội có nguy cơ gây hại trung bình. Khu vực Hà Nội ngày mai 10 tháng 3 thì trời nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, cao nhất từ 24 đến 26 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mai trời có mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C và cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ghế massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.